Xin chào mọi người, tiếp tục mình giới thiệu đến mọi người mã B660, vẫn là Dell Latitude 5290 ha. Trên cái vỏ thì hầu hết là mình thấy là tương đối sạch sẽ. Nãy mình lau sao mà mình thấy nó cứ hơi quằn quằn chút xíu. Nói chung là nó như thế này mọi người ha. Vỏ thì không có bị trầy xước, nhìn nghiêng thì nó hơi quằn quằn cái dấu lau á, mà lau hoài nó không có hết. Đây, trên vỏ thì sạch đẹp lắm, nó không có bị trầy xước tí nào luôn. Nhìn trực diện thì cũng không đến nỗi, nó sạch sẽ lắm. Nhưng thì cái dấu mà giống như cái khăn lau á mọi người, lau rồi nè. Trên vỏ không có trầy xước một tí nào luôn, mình thấy vỏ là khá đẹp nha. Đây là ngõ sạc nè, Type-C, HDMI, USB. Các cạnh viền còn khá là sạch đẹp. Bên này thì mạng LAN nè, màn hình USB, mọi người thấy cái máy này nó cũng khá sạch luôn á ha. Không có bị trầy xước cứng móp chỗ nào hết. Rồi bây giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ ràng hơn nha. Ở bên trong màn hình là 12.5 inch màn HD, không phải Full HD nhưng mà màu sắc rất là tươi và đẹp nha mọi người. Webcam rồi mọi thứ là ok, màn đẹp không lỗi lầm gì hết. Phím rất là đẹp. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế nha, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok nè. Che ký tự Nhật đi còn ký tự quốc tế. Góc cạnh bên này là đẹp, không bị bóng, đẹp 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 và cũng đẹp nha. Pin thì cũng vậy thôi, cũng là tầm 4 giờ á. SSD là 256 GB, cấu hình là i5 Gen 8 RAM 16 nha. Văn phòng thì thoải mái, nói chung là mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết trơn á mọi người. Máy thì kèm sạc zin, có tặng tấm dán phím quốc tế. B660 là mã mình đặt cho máy. Và mình báo giá mọi người con máy này là 3,8 triệu. Ai chốt thì inbox mình. Máy là không có lỗi lầm gì hết trơn á. Ngoại hình thì cũng tương đối là mình thấy là tương đối ok rồi đó. Có mọi người nhiều ai chốt thì inbox mình. Nói chung là mỗi con máy có mỗi cái đặc điểm khác nhau. Mình quay con máy nào sẽ gửi đúng con máy đó cho mọi người. Và tương đồng theo cái giá trị của nó ha. Cảm ơn mọi người nhiều.